Bây giờ ta cùng xem cây mít Thái siêu sớm 2 năm tuổi. Mít Thái siêu sớm là loại mít có xuất xứ từ Thái Lan. Nó có cái tên gọi là mít Thái. Rồi mít Thái siêu sớm. Do cái đặc điểm là khi trồng ở Việt Nam thì nó có trái rất sớm. Rồi cái tên nữa là mít chan gai hoặc là mít Thái chan gai. Và giống mít này nó có những ưu điểm như là có trái sớm. Đặc điểm lớn nhất của nó có trái cực kỳ sớm luôn. Nhiều khi trồng xuống thì 1 năm rưỡi là có trái, hoặc là 2 năm hơn là có trái. Rồi ưu điểm nữa là trái nó suông thuôn đều, nó không có bị méo méo, và trái to từ 7 kg cho đến 15 kg, 20 kg. Một đặc điểm nữa là có trái cực kỳ nhiều. Trên một cây thì nhỏ thôi thì nó có thể có đến vài chục trái, nó có thể có đến vài chục trái. Và bây giờ ta cùng xem một cây mít đang có khoảng 10 mấy trái. Và ta xem xong thì tôi sẽ cắt tuyển trái trên cây này luôn. Bởi vì đặc điểm của giống mít này là luôn luôn phải cắt tuyển trái, chứ không thể để tất cả trái trên cây được. Và như ta thấy cây này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Khoảng từ 13 đến 14 trái. À, nhiều đến như vậy đó, trong khi nó chỉ có hơn 2 năm tuổi thôi. Vì trồng thì đầu mùa mưa, và bây giờ thì đến cuối mùa mưa rồi, nghĩa là gần 2 năm rưỡi, và nó có 10 mấy trái. Và bây giờ thì tôi sẽ cắt tuyển trái trên cây này. Và cái phương pháp để cắt tuyển thì dựa vào kinh nghiệm, ta sẽ nhìn độ lớn của cây và ước lượng cây này sẽ để lại bao nhiêu trái, sau đó thì những trái khác sẽ cắt bỏ tất cả. Và theo như kinh nghiệm của cá nhân tôi thì cây này tôi sẽ chừa lại 2 trái và 1 trái dự phòng. Trái dự phòng nghĩa là 1 trái cũng chừa cùng phát triển với 2 trái chính, nhưng mà trong quá trình đó thì nếu như có 1 trái nào bị lép hay là bị hư hỏng gì đó thì cái trái dự phòng sẽ để cho nó cùng phát triển với những trái kia đến khi bán. Còn nếu như không trái nào bị vấn đề gì cả thì để lớn một chút thì trái dự phòng ta sẽ cắt bỏ đi. Rồi bây giờ ta sẽ xem tôi cắt tuyển trái trên cây này. Thì cách cắt thì đầu tiên là ta sẽ nhìn những cái nào đẹp nhất và to nhất thì ta tuyển để chừa lại, còn những cái khác thì cắt bỏ. Và riêng trên cây này thì tôi chừa trái này 1, đây cái này 2, khó để tìm được trái thứ ba, và trái này là trái thứ ba, cái này dự phòng nè. Rồi những trái khác thì người ta dùng kéo để cắt bỏ tất cả, nhưng mà hiện tại thì tôi đang ngoài vườn, tôi không có kéo, tôi sẽ cắt vạt bỏ bằng tay. 1, đây 2 trái nữa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó. Rồi như thế là xong. Như vậy là tôi còn chừa lại trên cây 3 trái, 1 trái dự phòng và 2 trái chính thức, và cắt bỏ đi 13 trái. Đó là cây mít Thái siêu sớm 2 năm tuổi và cách để cắt tuyển trái. Rồi, xin chào các bạn.